đi về ngay. Chỗ này cũng phải là chỗ của mày. Chị cho em ở lại đây đi mà chị. Chị đừng đuổi em về. Em không muốn về ngôi nhà đó nữa đâu chị. Mày ở đây rồi ai lo cho bố mẹ? Bố mẹ già lắm rồi. Mày có biết mày đi như vậy bố mẹ lo cho mày không hả? Đi về. Nhưng mà bố mẹ không có thương em. Tại sao chị ở đây được còn em thì không? Chị cho em ở lại đây nha chị. Em không được ở lại đây. Tại sao phải là ở đây? Chị cho em ở lại đây đi. Chị đừng đuổi em nữa. Này chị coi nè. Em đem đầy đủ quần áo hết rồi. Em không muốn về nữa đâu. Em muốn ở lại đây với chị thôi nè. Chị coi đi. Em đâu có để thiếu cái gì đâu chị. Em xin lỗi chị. Em sợ lắm. Không một ai chấp nhận em hết. Ba mẹ cũng không chấp nhận em. Em không còn biết đi đâu nữa hết rồi chị. Nhưng mà em không thể nào ở đây được. Em muốn giống chị hay sao hả Vinh? Chị đang hối hận lắm. Vì chị không ở bên cạnh em được mỗi khi em cần. Nhưng mà bố mẹ đang là người cần em nhất đó Vinh. Bây giờ em đi như vậy rồi ba mẹ biết sống sao? Em đi về đi. Đi về đi Vinh. Em đi về với bố mẹ nha. Không. Đi về đi mà. Em ở đây đi. Đi về đi. Chị năn nỉ em không được ở đây. Em đi về với bố mẹ đi. Em đi về đi. Về đi. Linh ơi, con cứu em con đi con ơi. Linh ơi, trời ơi con tôi. Linh ơi, Linh. Mày mặc cái gì đấy con? Cái gì đây? Cái gì vậy? Con cứu em con đi con ơi. Sao mẹ mà mặt mũi nào mà mẹ nhìn con thì ông bà đi hả con? Ra. Con tin rồi. Linh ơi, thằng Linh ơi, con cảm ơn, con cảm ơn. Linh ơi, con cứu em con rồi. Dù em là con trai hay con gái thì em vẫn là em của chị. Miễn sao em hạnh phúc là được. Hãy